Ác quỷ biến thái ở Trung Quốc, 2 năm sát hại 13 người phụ nữ và quá khứ tù tội từ thuở niên thiếu vì gia đình không hạnh phúc. Năm 2001, trang nhật báo Nhân dân Trung Quốc đăng tin về tên ác quỷ biến thái Đoàn Quốc Thành, từng là nỗi ám ảnh của người dân ở Hồ Nam và Hồ Bắc. Đoàn Quốc Thành sinh ra ở huyện Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ hắn theo bố đến Nhạc Dương để sinh sống. Bố mẹ của hắn là những người thật thà, hiền lành, nhưng vì cơm áo gạo tiền mà khiến gia đình có nhiều mâu thuẫn. Trong nhiều năm cả nhà không sống hạnh phúc đã dẫn đến tính cách lập dị của Đoàn Quốc Thành. Khi còn bé, Đoàn Quốc Thành thường xuyên ăn trộm. Lúc lên 7 hoặc 8 tuổi, Đoàn Quốc Thành từng ăn trộm và bị bố trừng phạt bằng cách lấy kềm làm biến dạng ngón tay để con trai không trộm cắp được nữa. Dù vậy, nhưng Đoàn Quốc Thành không sợ, hắn vẫn trộm cắp và bị cảnh sát bắt vào năm 13 tuổi. Khi đó, Đoàn Quốc Thành bị phạt 5 năm trong trường quản giáo, nhưng lại bị phạt thêm 2 năm vì thành tích cải tạo kém. Sau khi rời khỏi trường cải tạo, tưởng đâu sẽ làm lại cuộc đời, nhưng Đoàn Quốc Thành lại ngựa quen đường cũ và tiếp tục phải ngồi tù 5 năm nữa vì tội trộm cắp. Trong suốt 12 năm, Đoàn Quốc Thành ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, nhưng hắn không biết sợ là gì. Đến năm 25 tuổi, Đoàn Quốc Thành được ra tù. Thấy con mình bất hạnh, bố của Đoàn Quốc Thành đã sắp xếp một công việc cho con trai ở trong xí nghiệp với mức thu nhập vài trăm nhân dân tệ một tháng. Thế nhưng, vì ở trong tù 12 năm, Đoàn Quốc Thành càng học càng tệ. Hắn mất khả năng giao tiếp với xã hội và tính cách cũng trở nên lập dị hơn. Năm 1998, Đoàn Quốc Thành bắt đầu cướp bóc ở Nhạc Dương, Hồ Nam. Hắn khai với cảnh sát, ban đầu không có ý định ra tay tàn nhẫn với phụ nữ, chỉ muốn lấy tiền. Nhưng sau một lần thực hiện tội ác, hắn bị hoảng khi nghe thấy tiếng nạn nhân hét lên kêu cứu, nên đã ra tay sát hại bằng một lưỡi dao sắc nhọn. Đoàn Quốc Thành khai nhận, ban đầu khi giết nạn nhân, hắn vừa sợ hãi vừa phấn khích trước tiếng la hét, kèm theo đó là cơn giận không thể giải thích được. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1998, hắn giết một người phụ nữ 21 tuổi họ Trần bằng nhiều nhát dao ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1999, một người phụ nữ trẻ đã bị hắn giết khi đang trên đường về nhà từ Liên đoàn Công đoàn ngõ Vân Tường với phương thức tương tự. Gần một năm sau, cũng vào lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 2 năm 2000, một người phụ nữ 47 tuổi bị đâm liên tiếp 25 nhát. Một năm sau nữa, vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 2 năm 2001, một người phụ nữ sau khi chơi mạt chược trở về nhà cũng đã chết dưới tay của Đoàn Quốc Thành. Sự tàn bạo và điên rồ của Đoàn Quốc Thành đã làm rúng động thành phố Nhạc Dương, khiến nhiều phụ nữ không dám ra đường vào ban đêm. Phía cảnh sát Nhạc Dương đã mở một cuộc tổng điều tra trên quy mô lớn. Cuối cùng họ đã xác định nghi phạm chính là Đoàn Quốc Thành. Khi cảnh sát đẩy mạnh điều tra, Đoàn Quốc Thành nhận ra sự nguy hiểm và nhanh chóng trốn chạy khỏi Nhạc Dương. Vào cuối tháng 3 năm 2001, Đoàn Quốc Thành đến Vũ Hán và thuê khách sạn ở Vũ Xương. Sau khi làm quen với môi trường xung quanh, hắn lại tiếp tục việc làm kinh tởm. Trong 30 ngày tiếp theo, Đoàn Quốc Thành tiếp tục thực hiện phương pháp giết người của riêng mình, đoạt mạng 4 người phụ nữ và làm 2 người khác bị thương nặng. Thời điểm đó, các đặc điểm để nhận dạng tội phạm bao gồm giới tính nam cao 1m72, mặt vuông, thân hình mập, da trắng, có sẹo phẫu thuật ở bụng, tính cách hướng nội, từng có tên là Hồ Thành, tên trong chứng minh giả khi bỏ trốn. Vào 8 giờ sáng ngày 10 tháng 8 năm 2001, cảnh sát Vũ Xương đã chuẩn bị thông tin chi tiết của nghi phạm và phát đi 40 thông báo cho tất cả các nhà khách trong khu vực. 10 phút sau, một nhân viên nhà khách 719 đã gọi điện thoại cho cảnh sát khi phát hiện có một vị khách tên là Hồ Thành. Sau khi nhận được tin nhắn, giám đốc cảnh sát Vũ Xương lập tức phối hợp với 8 nhân viên cảnh sát khác mặc thường phục nhanh chóng đến nhà khách 719. Sau đó, triển khai nghiêm ngặt công tác bố trí bắt tội phạm cũng như sự hợp tác của nhân viên nhà khách. Cuối cùng, Đoàn Quốc Thành cũng bị sa lưới. Mặc dù Đoàn Quốc Thành đã bị bắt, nhưng những tội ác mà hắn từng gây ra vào 19 năm trước khiến mọi người không khỏi rùng mình khi nhắc đến. Nhiều người cho rằng việc lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách ác quỷ của Đoàn Quốc Thành. Vụ án ác quỷ biến thái tung hoành Hồ Bắc và Hồ Nam đã khép lại. Tuy nhiên, các thông tin về các phiên tòa xét xử cũng như mức án mà Đoàn Quốc Thành phải lĩnh không được truyền thông đề cập.